Chào toàn thể anh em nuôi ong nhé. Thế thì thực sự đóng góp của các bác và các bạn cùng toàn thể anh em nuôi ong thì kênh đến nay đã là 4 năm tháng. Thế thì tôi cũng mang hết kiến thức cơ bản để chia sẻ. Thế thì để cho các bác các bạn này, thứ nhất là tham khảo này, nghiên cứu, sau đó chúng ta thực hành trên đàn ong nhà chúng ta. Thì quan trọng thì tôi cũng chia sẻ hết rồi, thì nay thì cũng chia sẻ, cũng chỉ chia sẻ đi chia sẻ lại theo nhiều danh sách kỹ thuật cơ bản thì ở trong cái mục danh sách chú ý. Phần nói về sách kỹ thuật nuôi ong thì ở trên mạng Facebook tôi đã chụp ảnh sẵn, chúng ta truy cập vào phần mô tả đấy. Trên mạng Facebook thì chụp ảnh sách thì để đấy, thì cái nhóm này là tôi quản lý, thì bác nào bạn nào cần nghiên cứu thì vào nhóm đấy đăng ký. Thì ngày nào tôi cũng lướt. Thế thì kênh mà mang gọi là thuộc về kỹ thuật, thuộc về kỹ thuật, và đây là thuộc về kỹ thuật nuôi ong, người nuôi ong chung chung càng lâu năm càng nhiều kinh nghiệm, mà càng đi nhiều càng nhiều kinh nghiệm, cũng chia hết mức hết khả năng. Còn cái sự nhận thức nó có nhanh hay không là do người xem nhận được thì sẽ làm thử trên đàn ong của nhà mình. Nay thì ngày 16 âm, tháng 8 âm thì ong đã vượt qua hè đã được cả tháng rồi, giờ không có tình trạng ong bốc bay, ong chúa đã đẻ lạ. Thì về cái mùa này thì nó tùy theo vùng miền, ở đâu thì ở, nhưng mà nuôi ong cơ bản nhất là chúng ta phải hiểu, đã nuôi ong bằng cầu di động. Cầu di động này, cầu là cầu dài 42 và hai cái tai xuống là 21, lòng của nó là 20 và 35. Chúng ta phải nhớ nên như vậy. Thế thì trên một cầu ong là phải có từ 3 lạng rưỡi đến 4 lạng quân. Về mùa dưỡng thì có về vụ thu đông, rồi ong vượt hè, rồi ong vượt đông, ta gọi là về mùa dưỡng. Mùa dưỡng thì chúng ta chỉ cần ong hai mà ngay bây giờ 15 tháng 6 âm mà đàn ong đã có hai cầu mà có khoảng cân 3. Chỉ cần có độ hai cầu mà có 7 lạng quân, chúng ta nhìn hai cái cầu nhộng tuyệt vời. Mà khi đã có nhộng thì mới có quân thay thế. Thế thì trong cái thời kỳ này là thuộc về ong dưỡng. Ong dưỡng thì có hai cái hình thức. Nếu các bác mà muốn chia đàn thì là chúng ta phải cho nó ăn kích thích, chứ còn đã không cho ăn thì đàn ong phát triển nó chậm. Nói thẳng như thế, dựa vào thiên nhiên là nó chậm. Về cái mùa này là nó cũng chưa được dồi dào lắm. Tầm tháng 15 tháng 9 trở đi và trong tháng 10 âm thì lúc đấy thì cái nguồn mật thì nó mới sẵn.
Thế thì giờ mà đàn ông mà ai muốn chia đàn thì phải đầu tư. Còn bác nào không muốn chia đàn thì chúng ta cứ giữ nguyên. Đấy. Thế hình thức thứ nhất thì chia đàn thì phải xây cầu thì phải đầu tư dùng đàn thủ công xây mang đi. Xây một cầu ong thấp nhất là nó cũng phải là từ 3 đến 4 ngày. Không có thể một ngày một đêm xây xong được. Vì quân số của chúng ta nó mới hồi phục. Thế còn trường hợp thứ hai mà các bác mà không có muốn nhân đàn, chỉ có thay ông chúa thì và muốn xây cầu thì chúng ta sẽ thay ông chúa xong, ông chúa bắt đầu đẻ thì thay ông chúa thì nó phải có ông đực. Ông đực nở rộ sau 15 ngày là nó sẽ bay đi giao phối. 15 ngày này sẽ bay đi giao phối. Thế còn tạo ong chúa thì sau 11 ngày là 12 ngày ong chúa nở, chúng ta cộng thêm với 5 ngày nữa là thành 17 ngày là ong chúa cũng bay giao phối, là hai cái này nó trùng hợp nhau. Một con ong chúa nội giao phối từ 15 đến 30 con ong đực, còn con ong chúa ngoại thì nó chỉ bay giao phối từ 8 đến 10 con. Ong đực ngoại thì nó nhiều tinh hơn là ong đực nội, chúng ta chú ý về cái điểm này. Thế thì khi ong chúa mà đẻ giao phối về bắt đầu đẻ là chúng ta kẹp cầu cho xây luôn. Đấy. Thì xây trung tuần vào tháng 11 hay là tháng 10, ong chúa cứ đẻ đâu chúng ta chêm cầu vào đến đấy. Còn về cái mùa này nói rõ đấy là chúng ta không được có thay cầu, không được có thay cầu. Vì sao không thay cầu? Vì khi đã đầu tháng 6 âm chúng ta đã rút toàn bộ ong từ thế 5, thế 4 về thế 2. Thế 2 lại qua vào thời gian vượt hè, chúng ta lại rút một đợt nữa. Đấy. Thì cái cầu này thì chúng ta để quay mật nhãn chúng ta mới rút. Trong vụ này mà các bác mà các bạn mà thay cầu là rất tốn kém. Thì cũng lịch trình là tôi cũng chia sẻ rồi, còn chúng ta cũng là người xem thì cũng chỉ tham khảo rồi nghiên cứu, rồi chúng ta làm thử chân đàn ong nhà chúng ta này để chúng ta đúc kết ra một cái kinh nghiệm tốt nhất nuôi ong. Giờ tôi sẽ quay một số đàn xây thủ công cho các bạn tham khảo. Nay thứ bảy ngày 30 tháng 9 và 16 tháng 8 âm lịch. Xây đàn thủ công thì nó phải đúng vào cái thời kỳ này là chúng ta cho xây. Thế thì cái cầu ong này là xây hôm 11 tháng 8 âm lịch và đã cho ăn là đến hôm nay nữa là nay 16. Đấy thì tính ngày 12 này, 12, 13, 14, 15, thế là tròn 4 hôm, 4 ngày và một đêm. Đấy. Do thời tiết là nó mưa là nó cũng chậm hơn so với những ngày thường là một ngày. Đấy. Khi chúng ta mà đã cho xây xong thì chúng ta phải cho ăn, làm sao mà cái lượng mật trên cái cầu này là vẫn như thế này là vẫn chưa mang đi được nhé, là phải cho ăn một máng nữa thì chúng ta mới mang đi. Đấy. Và đến hôm nay là hiện tượng là đã cho xây là ong đã có ong đực ở phía góc, còn dưới chân này là chưa có ong đực. À, ong phát triển đấy. Thì chúng ta cho xây cho ăn một máng nữa thì cái phần mặt này nó sẽ cơi phồng lên và chúng ta sẽ rũ cái cầu này mang đi. Nếu mà có ong
Chúa mà ở trên cái cầu này thì chúng ta sẽ để cái cầu này vào đây và chúng ta sẽ gạt con ong Chúa sang một bên xuống. Đấy. Không thì chúng ta dùng tay chúng ta túm để chúng ta mang đi nhé. Thế trường hợp mà xây cầu thứ hai thì chúng ta sẽ đặt, khi lấy cái cầu này đi thì chúng ta sẽ rũ xuống và chúng ta sẽ mang đi. Mang đi đặt cầu thứ hai thì cái lần đầu, những 2-3 ngày đầu thì chúng ta là phải cho ăn ít thôi. Đáng nghĩa là ăn độ khoảng 300 ml nước đường thì chúng ta chỉ cho ăn 100 để cho cái đàn ong nó mớm. Mớm nó kéo lên. Là nó kéo lên nhé. Đó. Là nó kéo cái chân lỗ lên. Thì khi mà cái lượng thức ăn mà nó ít ấy, chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta cho ăn mà cho ăn ít ấy, thì nó không, con ong nó tưởng là ít thôi thì nó sẽ không xây bật ong đực nhá. Đấy. Không xây bật ong đực ở hai góc này. Đấy. Nếu mà chúng ta mà cho ăn nhiều, gọi là chúng ta mâm, nó mâm mớm được cái hình thành cái gân lỗ lên cao khoảng được khoảng 1 ly như thế này thì là ok. Đấy. Thì đến tối thứ hai, thứ ba trở đi thì chúng ta sẽ đổ mạnh đường. Đấy. Thế thì đây mới là 4 ngày do mưa là ong nó cũng có đẻ chậm hơn. Xây đàn chủ công. Xây chủ công thì chúng ta sẽ dùng những cái đàn ong tiêu chuẩn như cái đàn vừa xong, thì con ong Chúa đấy nó không được tốt, đã có hiện tượng xây ong đực. Còn cái đàn này ong Chúa tốt mà nó không xây ong đực góc này thì chúng ta cho xây liên tục, xây hết tháng 11 âm. Khi bao giờ mà cái đàn này chúng ta thay ong Chúa là chúng ta thôi. Đấy. Các bạn, các bác phải chú ý vấn đề như thế. Xây cầu thì xây cầu thứ hai, thứ ba là chúng ta chú ý. Còn như cái đàn này là cũng cho xây chủ công được rồi. Đấy. Ong đã xây một miếng tai mèo này, một miếng tai mèo này không là cái chất gì nhá, không là cái gì cả, không tính nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Thì hôm nay là phấn về cũng rất nhiều. Đấy. Thì tối hôm qua cho ăn. Để ủng hộ kênh thì các bác các bạn nhớ đăng ký này, nhấn chuông, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Nuôi ong tối thiểu là có từ 3,5 lạng đến 4 lạng quân trên một cầu. Trong cầu ong là phải có mật và phải có phấn. Thiếu mật thì chúng ta bổ sung. Hiện nay là 16 tháng 8 âm không. Các nơi miền Bắc là rất nhiều phấn. Và cái thứ hai về mùa này chỉ cần ong 2 cầu. Còn bác nào mà ở cái tình trạng thích chi, thích nhân thì tôi đã trình bày trước. Còn ai mà không nhân không chi thì chúng ta cứ để nguyên. Đấy, cho ăn làm sao cho ong càng đông càng tốt. Thì các bác ở miền núi khi mà đã có mật vít nắp rồi thì chúng ta không phải cho ăn. Đối với trường hợp là không nhân chi. Rồi, video hôm nay đến đây. Tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại sau.